Cao thủ TikTok tập 26. Diễn viên chị Cano Lê Nhân. Chào chị Cano. Không chào thầy Beo. Tự nhiên ghét tham gia chương trình nè. Thôi kệ, nghỉ thôi, tham gia. Chào thầy Beo. Nếu chị vừa qua được 8 trên 10 câu hỏi dưới đây, chị là một cao thủ TikTok. Trời ơi, giờ cái bụng chị nè. Chị có một bụng TikTok luôn. Sẵn sàng chưa? Dạ. Đây là bài hát gì? Trời, em bớt hỏi chị mấy cái câu hỏi dễ như vậy. Kẻ cắt gặp ăn trộm. Đây là TikToker nào? Này chị biết, Ấn Đạt. Chính xác. Tự nhiên bây giờ đây là giọng nói của TikToker nào? Từ năm trước đó. Trời, chị có follow bạn này trên TikTok. Trời ơi, mấy bạn ùa vô cái TikToker Tina Thảo Thi tên thật là gì? Nhóm này em ruột chị. Tina Thảo Thi tên thật là Nguyễn Thị Thảo Nhi. Hãy kể tên hai nghệ sĩ hài hước và lầy lội trên TikTok. Nữ hoàng karaoke tại gia Diệu Nhi và Minh Dự. Chính xác. Hãy kể tên một cuộc thi do TikTok tổ chức. Thi Hoa Kỳ 1. Series giả giọng là của TikToker nào? Chị thấy em hơi quá vậy mà bậy Vinh. Một cách để video dễ lên xu hướng là gì? Câu này có đứa nào biết chị ngược lại chị đi. Video của chị dạo này không có lên xu hướng mà lên xu cạnh nào. Đây là trend gì? Bỏ qua. Hãy kể một hành động vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của TikTok. Các video có hành vi phạm tội. Chính xác. Tôi, chị Cano, không phải là cao thủ TikTok.